Kính chào quý vị đã trở lại bản tin Việt Nam Daily News ngày hôm nay. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay có nội dung chính như sau. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin Việt Nam Daily News xin gửi đến quý vị và các bạn bản tin mới nhất ngày hôm nay. Malaysia ngoại giao thân thiện không đồng nghĩa nhượng bộ an ninh quốc gia. Liên quan đến vụ việc 16 máy bay quân sự của Trung Quốc được cho là tiếp cận không phận Malaysia, Ngoại trưởng Hisamuddin Hussein cho biết nước này sẽ trao công hàm phản đối và khẳng định không nhượng bộ an ninh quốc gia. Huấn luyện thông thường hay hành động đe dọa chủ quyền? Ngày 1 tháng 6, Không quân Malaysia cho biết 16 máy bay quân sự của Trung Quốc đã tiếp cận đáng ngờ không phận Malaysia, đồng thời cho rằng vụ việc là mối đe dọa đối với chủ quyền cũng như an ninh hàng không của quốc gia này. Tuy nhiên, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur phủ nhận mức độ nghiêm trọng của vụ việc, cho rằng đây chỉ là hoạt động huấn luyện thông thường của lực lượng không quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Theo Kyodo, Không quân Hoàng gia Malaysia cho biết, hệ thống radar quân sự phát hiện các máy bay Trung Quốc vào khoảng trưa 31 tháng 5. Các máy bay này đã đi vào vùng thông báo bay Kota Kinabalu, sau đó tiếp tục hướng thẳng vào vùng biển và vùng trời Malaysia ở phạm vi chỉ cách bang Sarawak trên đảo Borneo khoảng 60 hải lý. Không quân Malaysia nhấn mạnh rằng các máy bay Trung Quốc không liên lạc với kiểm soát viên, không lưu khu vực dù đã hướng dẫn nhiều lần. Cơ quan trên cũng tuyên bố phi đội Trung Quốc gồm các máy bay vận tải chiến lược Yushin-76 và Xi'an-20 đã bay theo đội hình chiến thuật ở độ cao từ khoảng 7.000 đến 8.000 mét so với mặt nước biển. Đặc biệt nghiêm trọng, Ngoại trưởng Malaysia Hisamuddin Hussein cho biết nước này sẽ trao công hàm phản đối và yêu cầu Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia giải thích về việc xâm phạm không phận và chủ quyền của Malaysia. Trang Defense News đặt câu hỏi không rõ liệu các máy bay của không quân Trung Quốc có liên lạc với các kiểm soát viên không lưu Singapore khi họ bay qua không phận quốc tế mà nước này quản lý hay không, trong khi các trang mạng theo dõi chuyến bay cho thấy một máy bay cảnh báo sớm trên không mẫu Gulfstream G550 của không quân Singapore đã di chuyển về phía Biển Đông ngay sau khi các máy bay của Al-Fala xuất hiện trên radar của Malaysia. Tuyên bố của Ngoại trưởng Hisamuddin nhấn mạnh lập trường của Malaysia rất rõ ràng, duy trì quan hệ ngoại giao thân thiện với tất cả các quốc gia không đồng nghĩa với việc nhượng bộ an ninh quốc gia. Trang mạng Free Malaysia Today.com dẫn lời lãnh đạo Hiệp hội Quốc gia yêu nước Malaysia cho rằng vụ việc ngày 31 tháng 5 là đặc biệt nghiêm trọng. Ông Mohamed Azra tuyên bố, không phải là vấn đề chúng ta cần vaccine COVID-19 của Trung Quốc hay quốc gia này là đối tác thương mại lớn nhất, chủ quyền và lòng tự tôn dân tộc của chúng ta đang bị đe dọa. Đại sứ quán Trung Quốc trước đó khẳng định, các máy bay của FLA chỉ thực hiện lịch trình huấn luyện thông thường và tuân thủ chặt chẽ luật pháp quốc tế, không hề xâm phạm không phận của quốc gia khác. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc nói, Trung Quốc và Malaysia là những láng giềng thân thiện của Trung Quốc, sẵn sàng tiếp tục các cuộc tham vấn song phương thân thiện ở Malaysia để cùng nhau duy trì hòa bình cũng như ổn định trong khu vực. Đây không phải là lần đầu tiên FLA tiếp nhận Malaysia, song chưa từng ghi nhận những hoạt động với lực lượng quy mô như trên. Các máy bay Trung Quốc không liên lạc với kiểm soát viên, không lưu khu vực dù đã hướng dẫn nhiều lần. Cơ quan trên cũng tuyên bố, phi đội Trung Quốc gồm các máy bay vận tải chiến lược Malaysia làm căng với Trung Quốc về hoạt động đáng ngờ trên Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Hisamuddin Hussein ngày 1 tháng 6 thông báo sẽ triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia sau khi quốc gia Đông Nam Á phát hiện hoạt động đáng ngờ của máy bay quân sự Trung Quốc trên Biển Đông. Bộ trưởng Hussein tuyên bố sẽ gửi công hàm ngoại giao phản đối, đồng thời yêu cầu Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia giải thích vụ việc 16 máy bay quân sự nước này xâm phạm không phận và chủ quyền Malaysia. Lập trường của Malaysia là rõ ràng, có quan hệ ngoại giao thân thiết với mọi quốc gia không có nghĩa là chúng tôi sẽ thỏa hiệp an ninh quốc gia của mình, ông Hussein tuyên bố. Không quân Malaysia cho biết đã điều chiến đấu cơ vào ngày 31 tháng 5 để tiến hành xác nhận trực quan sau khi 16 máy bay quân sự Trung Quốc vào khu vực cách đảo Borneo, bang Sarawak 60 hải lý. Đây là một vụ việc khiến chủ quyền quốc gia và an toàn bay bị đe dọa nghiêm trọng, không quân Malaysia mô tả, đồng thời cho biết các máy bay Trung Quốc không liên hệ kiểm soát không lưu khu vực dù được chỉ dẫn nhiều lần. Cũng theo không quân Malaysia, nhóm máy bay quân sự Trung Quốc bao gồm các máy bay vận tải chiến lược Yushin-76 và Xi'an-20 đã bay theo đội hình chiến thuật ở độ cao 7.000 đến 8.000 mét. Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Malaysia nói rằng nhóm máy bay trên tham gia huấn luyện bay theo lịch trình và tuân thủ nghiêm luật pháp quốc tế, không xâm phạm không phận của nước khác.
Trung Quốc và Malaysia là láng giềng thân thiện. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục các cuộc tham vấn song phương thân thiện với Malaysia để cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định khu vực, một phát ngôn viên khẳng định. Malaysia triệu đại sứ Trung Quốc vụ 16 máy bay xâm nhập không phận. Kuala Lumpur tuyên bố sẽ gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh và triệu đại sứ Trung Quốc sau khi quân đội Malaysia phát hiện 16 máy bay Trung Quốc xâm nhập không phận nước này. Reuters dẫn tuyên bố cuối ngày 1 tháng 6 của Bộ Ngoại giao Malaysia cho hay, không quân Malaysia theo dõi sát các máy bay của lực lượng không quân quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc trên vùng biển Malaysia hôm 31 tháng 5. Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia cho biết, Bộ sẽ gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh và triệu đại sứ Trung Quốc để đưa ra một lời giải thích liên quan đến việc vi phạm chủ quyền và không phận của Malaysia. Quan điểm của Malaysia là rất rõ ràng, có quan hệ ngoại giao hữu nghị với bất kỳ quốc gia nào không có nghĩa là chúng tôi sẽ làm tổn hại đến an ninh quốc gia của mình, Bộ trưởng Hisamuddin nói. Lực lượng không quân Malaysia phát hiện máy bay Trung Quốc bay theo đội hình chiến thuật ở độ cao từ 7.000 đến 8.000 mét vào sáng ngày 31 tháng 5 ngoài khơi bờ biển Borneo. Không quân Malaysia đã điều động một số máy bay từ căn cứ không quân ở Labuan để thực hiện nhận dạng trực quan máy bay Trung Quốc và xác nhận đây là các mẫu vận tải Yushin-76 và Xian-Y-20. Sự cố này là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và an toàn bay, lực lượng không quân Malaysia cho biết trong một tuyên bố. Đại sứ quán Trung Quốc trước đó nói rằng các máy bay đang huấn luyện định kỳ và tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế mà không vi phạm không phận của quốc gia khác. Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn phía Trung Quốc cho hay, Trung Quốc và Malaysia là hai nước láng giềng thân thiện và Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục các cuộc tham vấn hữu nghị song phương với Malaysia để cùng duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo tờ Jazeera, đảng đối lập Pakatan Harapan của Malaysia nói rằng, gây lo ngại và thúc giục chính phủ đưa ra kế hoạch hành động rõ ràng về cách đối phó với các hoạt động như vậy. Năm ngoái, Malaysia đã phản đối Trung Quốc sau khi phát hiện tàu Trung Quốc Hải Dương Địa chất 8 tiến hành khảo sát gần một tàu thăm dò của công ty dầu khí quốc gia Malaysia Petrona. Ông Mohamed Azra tuyên bố, không phải là vấn đề chúng ta cần vaccine COVID-19 của Trung Quốc hay quốc gia này là đối tác thương mại lớn nhất, chủ quyền và lòng tự tôn dân tộc của chúng ta đang bị đe dọa. Đại sứ quán Trung Quốc trước đó khẳng định, các máy bay của FLA chỉ thực hiện lịch trình huấn luyện thông thường và tuân thủ chặt chẽ luật pháp quốc tế, không hề xâm phạm không phận của quốc gia khác. Người phát ngôn đại sứ quán Trung Quốc nói, Trung Quốc và Malaysia là những láng giềng thân thiện của Trung Quốc, sẵn sàng tiếp tục các cuộc tham vấn song phương thân thiện ở Malaysia để cùng nhau duy trì hòa bình cũng như ổn định trong khu vực. Đây không phải là lần đầu tiên FLA tiếp nhận Malaysia, song chưa từng ghi nhận những hoạt động với lực lượng quy mô như trên. Malaysia làm căng với Trung Quốc về hoạt động đáng ngờ trên Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Hisamuddin Hussein ngày 1 tháng 6 thông báo sẽ triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Malaysia sau khi quốc gia Đông Nam Á phát hiện hoạt động đáng ngờ của máy bay quân sự Trung Quốc trên Biển Đông. Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn phía Trung Quốc cho hay, Trung Quốc và Malaysia là hai nước láng giềng thân thiện và Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục các cuộc tham vấn hữu nghị song phương với Malaysia để cùng duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin của chúng tôi. Hẹn gặp quý vị trong bản tin mới nhất.